Huấn luyện viên Kea Tesak tự tin thái quá, đội tuyển Việt Nam có thể thua Thái Lan. Trả lời tờ Daily News của Thái Lan, huyền thoại bóng đá đất Trù Vàng Kea Tesak thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã mạnh mẽ hơn trước, thậm chí có phần nhỉnh hơn Thái Lan. Tuy nhiên, điều này, theo Kea Tesak, có khi có lợi cho đội tuyển Thái Lan. Trước đó, trong năm ngoái, chính Kea Tesak từng nhận định phải 10 năm nữa, đội tuyển Việt Nam mới theo kịp Thái Lan. Dù vậy, hiện tại, Di Co Thái đã thay đổi quan điểm này. Phát biểu trên tờ báo tiếng Thái Daily News mới đây, Kea Tesak nói, đội tuyển Việt Nam hiện tại mạnh mẽ, tự tin hơn trước. Thời thế đã thay đổi, hiện tại họ muốn đánh bại Thái Lan. Tuy nhiên, một lần nữa Di Co Thái vẫn có lý lẽ riêng, cho rằng chính sự tự tin của đội tuyển Việt Nam sẽ khiến đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chủ quan, từ đó giúp gia tăng cơ hội cho Thái Lan. Kea Tesak bình luận, tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch, nhưng trên hành trình đến ngôi vô địch, họ không thắng Thái Lan. Ở trận lượt đi ở sân Thammasat cũng vậy, họ cũng không thắng, hai đội hòa không đến không hồi tháng 9 vừa rồi. Thành ra, hiện tại họ rất khao khát chiến thắng, dù vậy, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam có thể khiến họ bất cẩn, đội tuyển Thái Lan khi đó có thể tận dụng cơ hội trong tấn công, và sẽ dễ dàng thực hiện các toan tính của mình, Kea Tesak nói thêm. Trong đội hình đội tuyển Thái Lan hiện nay có đến 8 gương mặt từng là học trò ruột của huấn luyện viên Kea Tesak, trong thành phần đội tuyển Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018, diễn ra hồi năm 2015. Khi đó, đội bóng đất Trù Vàng thắng 1-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala tại Bangkok, rồi thắng tiếp 3-0 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Trong trường hợp Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 tới đây, đồng thời đối diện với nguy cơ bị loại khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, có khả năng người hâm mộ Thái Lan lại kêu gọi huấn luyện viên Kea Tesak trở lại nắm đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Kea Tesak tự tin thái quá, đội tuyển Việt Nam có thể thua Thái Lan. Trả lời tờ Daily News của Thái Lan, huyền thoại bóng đá đất Trù Vàng Kea Tesak thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã mạnh mẽ hơn trước, thậm chí có phần nhỉnh hơn Thái Lan. Tuy nhiên, điều này, theo Kea Tesak, có khi có lợi cho đội tuyển Thái Lan. Trước đó, trong năm ngoái, chính Kea Tesak từng nhận định phải 10 năm nữa, đội tuyển Việt Nam mới theo kịp Thái Lan. Dù vậy, hiện tại, Di Co Thái đã thay đổi quan điểm này. Phát biểu trên tờ báo tiếng Thái Daily News mới đây, Kea Tesak nói, đội tuyển Việt Nam hiện tại mạnh mẽ, tự tin hơn trước. Thời thế đã thay đổi, hiện tại họ muốn đánh bại Thái Lan. Tuy nhiên, một lần nữa Di Co Thái vẫn có lý lẽ riêng, cho rằng chính sự tự tin của đội tuyển Việt Nam sẽ khiến đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chủ quan, từ đó giúp gia tăng cơ hội cho Thái Lan. Kea Tesak bình luận, tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch, nhưng trên hành trình đến ngôi vô địch, họ không thắng Thái Lan. Ở trận lượt đi ở sân Thammasat cũng vậy, họ cũng không thắng, hai đội hòa không đến không hồi tháng 9 vừa rồi. Thành ra, hiện tại họ rất khao khát chiến thắng, dù vậy, sự tự tin của đội tuyển Việt Nam có thể khiến họ bất cẩn, đội tuyển Thái Lan khi đó có thể tận dụng cơ hội trong tấn công, và sẽ dễ dàng thực hiện các toan tính của mình, Kea Tesak nói thêm. Trong đội hình đội tuyển Thái Lan hiện nay có đến 8 gương mặt từng là học trò ruột của huấn luyện viên Kea Tesak, trong thành phần đội tuyển Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018. Diễn ra hồi năm 2015. Khi đó, đội bóng đất Trù Vàng thắng 1-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala tại Bangkok, rồi thắng tiếp 3-0 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Trong trường hợp Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam vào ngày 19 tháng 11 tới đây, đồng thời đối diện với nguy cơ bị loại khỏi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, có khả năng người hâm mộ Thái Lan lại kêu gọi huấn luyện viên Kea Tesak trở lại nắm đội tuyển quốc gia. Thiện Nhân. Huấn luyện viên Kea Tesak tự tin thái quá.